8 tháng 12 quận của Hà Nội dừng cho học sinh đến trường. Từ ngày 27 tháng 12, Hà Nội có thêm 6 quận phải ngừng cho học sinh đến trường, nâng tổng số địa phương dừng hoạt động dạy học trực tiếp là 8. Ủy ban nhân dân Hà Nội vừa cập nhật cấp độ trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Thủ đô có thêm 6 quận chuyển từ vàng sang cam gồm Hoàng Kim, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên. Theo số liệu tới 10 giờ ngày 24 tháng 12, Hà Nội vẫn duy trì ở cấp độ 2, nguy cơ trung bình, màu vàng như cách đây một tuần. Cùng với quận Đống Đa và Hai Bà Trưng được đánh giá cấp độ 3 từ trước đó, Hà Nội đang có mùng 8 tháng 12 quận ở mức nguy cơ cao. Một số hoạt động thiết yếu có thể bị dừng. Theo quy định của Hà Nội, những trường học đảm bảo công tác phòng, chống dịch và ở vùng cấp độ 1, 2 mới được đón học sinh đến lớp. Như vậy, 6 quận có dịch cấp độ 3 phải dừng hoạt động dạy học trực tiếp, chuyển sang trực tuyến từ ngày 27 tháng 12. Sau 3 tuần từ ngày mùng 6 tháng 12, học sinh lớp 12 của Hà Nội đến trường, 8 quận đã phải dừng đón học sinh. Học sinh lớp 12 ở Hà Nội đã đến trường từ ngày mùng 6 tháng 12, trong khi các trường trung học cơ sở, PTKS trên địa bàn huyện Ba Vì chuyển sang dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 9 từ ngày mùng 8 tháng 11, học sinh lớp 9 tại 17 huyện. Thị xã khác của Hà Nội đến lớp từ ngày 22 tháng 11, một số nơi chậm hơn 1 đến 2 ngày. Liên tiếp trong 5 ngày từ ngày 20 tháng 12, Hà Nội ghi nhận từ 1.600 đến 1.800 ca trên ngày. Riêng ngày 24 tháng 12, số ca mắc lên tới 1.834 ca. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.